Rồi, mình xin chào các bạn ha. Bữa nay mình quay cho các bạn xem cái cây sung của mình. Bữa nay thì trái nó rất bự hả các bạn. Hồi đợt trước mình quay thì trái nó nhỏ xíu hả. Thì bữa nay cách nay cũng khoảng nửa tháng á các bạn. Thì trái nó cũng đã khá to rồi. Cũng rất nhiều trái ha các bạn. Cây này thì nó cũng chỉ có một đợt trái, trái này là trái đầu tiên, đợt đầu tiên đó các bạn, cho nên nó cũng chưa có nhau được nhiều trái lắm. Đó, đây là cái thành quả của mình từ từ lúc mình trồng từ từ hạt lên tới giờ đó các bạn, là khoảng khoảng một một năm, hơn một năm chút xíu, có thể 13 14 tháng á các bạn. Thì nay nó đã ra trái rồi không? Đây là thành quả của mình trước giờ. Mình uống và mình nuôi dưỡng nó đến nay. Kết quả thì cũng khá là thích các bạn. Đó, trái cũng rất nhiều hơn các bạn. Đây có cái nhánh này là trái, mình thấy trái nhiều hơn. Mấy cái nhánh kia thì nó chưa có ra trái nhiều. Nhưng mà sau này thì nó cũng phải ra trái thôi. Còn ở dưới những nhánh mình chừa rất nhiều dâu nhưng mà nó không có ra trái nha các bạn. Còn dưới thì mình không biết chừng nào nó ra trái, nhưng mà ở trên thì có trái nhiều. Đó. Thì mình cũng uống cái cây này cũng 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 được 9-10 tháng rồi các bạn. Thì trước khi uống là mình cũng trồng cũng khoảng chắc cũng khoảng 4 tháng rồi mình mới lấy ra mình uống. Mình uống đến nay là cũng khoảng 9-10 tháng, thì nay nó cũng đã cho thành quả như vậy không à. Đó, để mình quay cho các bạn xem từ xa ha. Trái lủng lẳng khá đẹp hơn các bạn. Đó. Rồi. Còn đây. Đây là cái cây dăm cành của mình ở đây các bạn. Cây dăm cành này cũng được chắc cũng trên 3 tháng à. Mình dăm một cành trắng giữa nhưng mà mình có lấy hai cái nhánh nhỏ mình cặm xung hai bên đó các bạn, để mình chổi cái bọc á. Lúc mình dăm mình trồng mình chùm bọc lại các bạn. Và cái hai nhánh nhỏ này nó cũng lên thành cây luôn rồi các bạn, cho nên là cái chậu này thành 3 cây rồi các bạn. Đó, chậu này giờ thành 3 cây, nhưng mà cái cây chính đó là mình trồng chính giữa, hai cây phụ, hai cây kia mình chỉ chổi bọc thôi nhưng mà nó vẫn lên. Thì các bạn thấy cái cây sung này thì rất là dễ dăm thôi các bạn, đơn giản là nè, mình chỉ dùng hai cái nhánh này mình chổi bọc thôi mà nó vẫn lên bình thường. Ở đây các bạn, dăm cành 3 tháng ngày nay có trái rồi đó các bạn ha. Đó, các bạn thấy trái không? Chỉ một trái thôi. Giờ ở dưới nè, ở dưới mình thấy nó cũng đang ra trái nữa nè. Đó, cái chỗ này là chỗ trái nó nè. Giờ đây cũng một cây dăm cành nữa, cũng dăm một lượt với cây này luôn các bạn. Thì nay nó cũng già, nó cũng đang đâm chồi nè, xung quanh này là mấy cái chồi của nó nè các bạn, nè chồi đâm già nè, mà không biết là chừng nào có trái. Mình theo mình nghĩ cây này chắc cũng gần có trái rồi, mình thấy nó nhú 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 ra, mình chưa có thể hiện rõ cái mầm trái, cho nên mình cũng chưa có khẳng định được các bạn. Ở trên này hình như mầm quả gì nè, đây nè. Cây này cũng theo mình nghĩ là cũng gần có trái rồi nè. Rồi, đây là cây dăm cành. Đây cũng dăm cành luôn. Còn cây này thì mình
trồng từ hạt. Thì mình cũng quay cập nhật cho các bạn xem cũng khá nhiều lần cây này ha. Cho nên các bạn nào mà có xem rồi thì sẽ biết rõ cây này ha. Sau 10, 10, 13, 14 tháng mình trồng từ hạt thì cây nó đã được như vậy các bạn. Đó, các bạn xem mà có thấy xấu đẹp gì cũng cũng bình luận cây ha các bạn. Cái này mình để trên cái bàn xay, mình xay cho nó nhẹ các bạn. Còn đây là hoa giấy dăm cành nữa nè, này mình cũng dăm cành, này con cũng có bông, mình chưa có đưa vô chậu cho nên nó không có được tốt lắm. Mình cũng có mấy cây mình đem ra rồi, mình đem ra chậu thì bông rất là nhiều. Mình cũng có cập nhật mấy lần mấy cây hoa giấy đó các bạn, bạn xem cho các bạn xem chơi đó. Tết rồi mình cũng có quay mấy cây bông giấy đó thì bông cũng rất là nhiều. Còn cây này thì mình chưa có đem ra cho nên nó không tàn rồi, nó cũng còn không được điều lắm. Rồi tiếp tục. Còn đây là cũng cây sung dăm cành luôn nha các bạn. Cây này là cành rất lớn nha các bạn. Cành này là mình đo là khoảng một gang tay mình đó. Mình đo các bạn thấy không? Cả gang tay. Dăm cành cái này cũng một năm rồi các bạn, hình như là đúng một năm rồi đó cây này nè. Tàn rồi cũng rất là đều ha các bạn, tàn xung quanh rất là đều. Mình cũng còn đang nuôi cho nên cho nó cứng cáp cho nên cũng chưa có trái nữa các bạn, cây này chưa có trái. Tàn xung quanh rất đều các bạn. Quay cập nhật cho các bạn xem cái thành quả của mình. Hồi trước giờ mình cũng có quay đưa lên trên kênh đó các bạn. Các bạn xem thì cũng cho nhận xét ha. Xấu đẹp gì thì cũng nhận xét cho vui. Nếu mà có cái ý hay thì các bạn cũng góp ý cho mình để mình có thể áp dụng theo. Khá to các bạn, cái này mình là hai thân, cái hai thân. Rồi đây cũng là cây sung mình trồng từ hạt nữa đây các bạn. Cái này thì mình trồng từ hạt nay nó cũng được gần một năm, trên dưới một năm á các bạn, có thể dưới một năm. Thì đây nó cũng đang ra trái này các bạn. Cây này hồi Tết mình cũng có chơi trái, là đợt Tết nó có cũng một lứa quả rồi. Thì nó đã dụng rồi các bạn, nó chín nó dụng rồi. Bây giờ nó tiếp tục nó ra được quả thứ hai đây. Đó. Đây là cái cây mà mình uống theo cái dáng mình bẻ cái dáng tựa như dáng quyền nữa các bạn, kêu là dáng quyền nữa. Đó. Ở dưới gốc nó cũng đang ra trái nữa đây các bạn, đây trái nó đây. Đó. Rồi bên đây nó cũng đang ra trái. Cái này là cái đợt 2 nó ra trái cho nên nó nhiều hơn đợt trước ha các bạn. Đợt trước nó cũng có chừng vài trái thôi. Đợt này là nó ra trái hơi nhiều. Cứ mỗi đợt tiếp theo thì nó tăng trái lên các bạn. Đó, này trái. Mình thấy đây nó tập trung ở cái chỗ này nhiều trái rồi.
Trái nó tập trung ở ngay cái điểm này rất là nhiều. Mấy điểm khác thì nó ít trái, nhưng mà điểm này nhiều trái ha các bạn. Đó, quá là trái, lên tới trên ngọn lên đây luôn. Đây nữa nè, cái nhánh này trái nhiều nè. Còn cái nhánh này thì nó chưa có trái. Cái này hồi trước mình đem vô Tết mà mình thấy giấy mình quấn lại các bạn. Đây nó cũng đang ra trái, tập trung trái ở đây cũng nhiều. Những cái mầm mầm quả nó đang nhú ra nè. Dán cây cho mình xem. Đây là mấy cây dâm cành. Đây là cây này nãy mình cũng có chia sẻ rồi ha.